khởi động các bạn ơi, câu đầu tiên 1 2 3 4 5 6. Nguyễn Hoài đã cho đáp án Ngọc Nhi, xin chào Ngọc Ánh, Lê Diễm Quỳnh. Ok các bạn. Nào, câu đầu tiên. Câu đầu tiên quý vị ơi, it seems difficult to meet her now. Lê Gia Bảo, vào đi nhé. Thật là khó khăn cho tôi khi mà gặp cô ấy bây giờ. Kiểu hôm qua vừa mới tỏ tình đó, xong người ta cho ăn quả bơ chẳng hạn. Thế là hôm nay lại gặp lại thấy rất là ngại, thấy rất là ba chấm. Tại vì sao? Hai đứa là cùng lớp với nhau. Hôm qua nhắn tin tỏ tình, kiểu hôm trước đội Việt Nam thắng Indo ấy, đội Việt Nam mà thắng, nhắn tin tỏ tình với crush chẳng hạn. Đó, thật nhắn thật. Cuối cùng crush nó từ chối. Thế là bây giờ cảm thấy rất là khó khăn khi mà gặp cô ấy, đúng không? Mình sẽ có cấu trúc là it seem hoặc là it to be. Gì ạ? Nguyễn Hùng, cô thấy em rồi nhớ. Cộng với tính từ for somebody to do something, có nghĩa là cái gì như thế nào với ai để làm gì. Thật là khó khăn với tôi để mà gặp cô ấy. Ở đây chúng mình sẽ dùng giới từ for các bạn nhé. 1B. Ok, đúng rồi. Lớp trưởng vào rồi đấy à. Tốt, 1B. Câu 2 Nguyễn Trung cũng khoanh B à. Đúng rồi đấy. This guidebook is full of useful information, tức là gì ạ? Cái cuốn sách hướng dẫn này thì đầy đủ những cái thông tin cần thiết. Chúng mình có cấu trúc là full of, là gồm đầy đủ những cái gì các bạn nhá. Full of, được chưa? Full of. Câu 2, B, mình có cấu trúc là be full of something, tức là có đầy đủ những cái gì. Ủa, cái gì tự dưng thì dung lại be different from vậy hả? Ủa, thì lạ nha. Câu 2. Nào câu 2 các bạn ơi. All the teachers in this language center Tất cả những cái giáo viên ở trung tâm ngoại ngữ này thì như thế nào ạ? Ở cái tính từ này ấy, buổi hôm trước mình đã học rồi đấy. Thì đạt tiêu chuẩn đúng không? Thì đủ điều kiện giảng dạy. Chúng mình sẽ có tính từ là well qualified. Nào, well gạch ngang cộng với động từ thêm đôi ed mình sẽ tạo thành một tính từ nhá. Nguyễn Thu Tuyết vào rồi đấy à, Hương Giang vào rồi đấy à, chào mấy đứa nhá. Vì vậy đáp án của cô ba của chúng ta phải là C đúng không nào? Hậu đâu không thấy comment, thân gu trì đâu, hà heo đâu nhá. Đáp án 3C. Ở đây mình có tính từ là well qualified, tức là đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn, đạt chất lượng tốt, được chưa? Đáp án 3C các bạn nhá. Câu 4 các bạn chọn gì đây? Nào, chúng mình có câu 4 như sau. He doesn't run as fast as he... Anh ta không chạy nhanh như là anh ta thế nào đó. Tức là câu này người ta đang so sánh với cái tốc độ hiện tại của anh ta này với khi nào đây? Các em phải chú ý là cái chỗ này là người ta đang dùng động từ thường này. Đó, động từ thường thì cái vế đằng sau chắc chắn là kiểu anh ta không chạy nhanh như là anh ta đã từng như vậy, đúng không? Chỗ này chắc chắn là quá khứ này. Đó, thế bây giờ mình nhìn xuống quá khứ thì cái nào? Có mỗi hai cái là anh này mang nghĩa quá khứ. Nhưng mà ở đây mình không thể dùng to be được. Tại vì sao? Ở đây đang là động từ thường. Ví dụ như ở đây á, là he was as fast as he cái gì gì đó, hay là he is as fast as he was, tức là anh ta nhanh như là anh ta đã từng á, thì nó còn được. Có nghĩa là chỗ này đang động từ thường thì ở đằng sau mình cũng phải dùng trợ động từ cho động từ thường đó, hoặc là động từ thôi. Thì chỗ này không hề có, đúng không? Vì vậy chỉ có thể là used to, tức là đã từng. Anh ta không chạy nhanh như là anh ta đã từng kiểu bị què mắt một cẳng rồi thì bây giờ chạy như thế nào chẳng hạn. Hoặc là đã từng phẫu thuật chân trước các kiểu thì không thể mà như ngày xưa được, đúng không nào? Used to là đã từng các bạn nhé. 4 đáp án là B, các bạn chọn đúng rồi. Ngọc Như vào rồi đấy à? 4D cái gì? Tạo điểm nhấn ở đây à hả? Minh Hiền, ok. Lê Diễm Quỳnh, ok. Câu 5 ạ. Câu 5 nãy đứa nào lụi C ấy nhỉ? Phải bóc phốt lại mới được. Lê Minh Khang vào rồi đấy à em? Câu 5 lụi A. Nguyễn Hoài ơi, câu 5 lụi A thì nó mới chỉ đúng được 50% thôi nhá. Họ hỏi tôi liệu là tôi có thích xem TV không? Đây là trong cái phần câu tường thuật trực tiếp gián tiếp nào, đúng không các bạn? Thì trong cái câu mà khi mà mình gián tiếp hỏi lại ở cái câu yes no question ấy, cái câu ví dụ do you like mình tường thuật lại đúng không? Thì mình sẽ có cấu trúc là ai đó hỏi tôi liệu là. Thế cái liệu là trong tiếng Anh ấy, là mình có thể dùng if hoặc là whether đều được. Vì vậy ở đây câu A hay là câu C nó đều hợp lý cả. Vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án D các bạn nhé. 5D. Đấy, mới có 5 câu đầu đã có đứa sai rồi nha. 5D nhá. Tốt lắm. Rồi, tiếp theo câu 6 ạ. Where is your home village? Ý này, thế làng cậu ở chỗ nào đấy?
Làng của tớ thì ở phía đông thành phố. Câu này á, bạn nào mà chăm xem live của cô và siêng học thì cũng sẽ khoanh đúng được câu này, tại vì câu này cô từng dạy rồi. Và Nguyễn Hoài ơi, mình sẽ không chọn là on the east. Khi mà mình chỉ hướng á, mình sẽ chọn dưới từ to các bạn nhé. Ở phía nào của thành phố sẽ là to the cộng với cái phương hướng of the city này. Ví dụ như là ngôi làng của tôi mà ở phía nam Hà Nội chẳng hạn sẽ là to the south of Hà Nội, nhớ chưa? Ở phía nào của thành phố mình sẽ là to the cộng với phương hướng. Ok chưa các bạn? Ừ, xin chào Tường Vi nhá, Tường Vi vào rồi đấy à. Câu 6 đáp án phải là B các bạn nhé. Xem đứa nào sai không nào. 6B nhá. Đúng rồi, if bằng whether, Diễm Quỳnh nói đúng rồi đấy. Rồi, tiếp theo. Ủa, dây nhựa này. Sáu không phải là A nhá, Thùy Dung nhá. Khi mà nói về phương hướng ở hướng nào của cái gì sẽ là to. To the cộng với phương hướng ở cái gì đấy, được chưa? Nốt lại đi nhá, không sao lại sai. Tiếp theo của chúng ta sẽ đến câu 7 các bạn nhé. Hey, thế là cô phát hiện ra mấy đứa đang lơ ngơ cái phần giấy tờ nhá. Câu 7 Long Hoàng đang chọn B ạ. Mary đã từng viết cho tôi vào năm ngoái. Ôi, nói chung là tình yêu bây giờ thế đấy. Chỉ còn lại hai chữ đã từng, còn hiện tại thì không có gì cả. Chúng mình không là gì của nhau. Ngày xưa chim chuột suốt ngày viết thư. Ngày có 7 tuần, à nhầm, một tuần có 7 ngày á, thì viết đến 8 bức thư. Còn bây giờ thì chẳng viết bức nào, đúng chưa nào? Nên mà Mary đã từng viết thư cho tôi thôi. Đã từng thì chúng ta sẽ có cấu trúc gì ạ? Used to, do something đúng không? Đã từng làm gì? Chứ còn be used to thì sẽ phải cộng với gì ạ? Verb in, tức là quen với cái việc gì, nhớ chưa? Quen với việc gì? Đấy, ví dụ như tôi đã quen với cô đơn. Đấy, của Subin, biết bài đó mấy đứa? Nào, câu 8. She describes herself chấm 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 a fashion designer. Cô ấy mô tả bản thân mình cứ như là một nhà thiết kế thời trang. Đấy, ước mơ của mấy đứa nữ đây. Ngày xưa cô cũng thích lắm, bắt đầu cứ lôi hết cả chăn màn ra quấn quấn lên người để thiết kế thời trang cho riêng mình, nhưng mà có dám đi ra đường đâu, cứ như con điên nhái ấy. Nào, thế là cô ta cũng biết tự miêu tả bản thân như là, thế như là trong tiếng Anh nó là cái gì mấy đứa? 2K5 học được nhé, cứ vào làm đi em ơi. Như là thì sẽ là dùng giới thiệu gì đây? Sẽ là S đúng không? Describe oneself as chấm chấm chấm, tức là mô tả ai như là cái gì. Cô ta mô tả mình như là một nhà thiết kế thời trang. Ở đây đáp án của cô câu 8 sẽ là C các bạn nhé. Ừ, hà heo tốt, đúng rồi đấy. Câu 9. Câu 9 là một câu dễ, đây là một câu chia động từ nhá. Câu 9 ạ, he chấm 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 with friends in an apartment in Ho Chi Minh City since last week. Ở đây ấy, cái mấu chốt của chúng ta là gì các bạn nhỉ? Mình sẽ có cái cụm là since last week, tức là từ tuần trước, mà trong câu mà có cái từ xin này thì xác định là thì gì hả các đồng chí? Ơi, có đứa sai ở đây này, Hà Linh đang sai đây này nhá. Nào, thế từ xin ở đây phải xác định là thì gì? Thì hoàn thành, cụ thể ở đây là hiện tại hoàn thành. Tại vì sao? Cái hành động sống với bạn ở trong căn hộ ấy bắt đầu từ từ tuần trước và kéo dài đến hiện tại đúng không? Tôi sống với bạn trong căn hộ ở Hồ Chí Minh từ tuần trước, tức là bây giờ vẫn đang còn sống. Một hành động bắt đầu từ trong quá khứ mà kéo dài đến hiện tại thì chúng ta sẽ dùng thì gì? Hiện tại hoàn thành, đáp án là D, has lived. 9D, được chưa ạ? Câu 10 là một câu dễ, Thảo Thiện đã nhanh chóng đưa cho cô đáp án là câu A. Thế các bạn khác thì sao? Câu 10 này là một câu dễ, tại vì sao? Mình đang có dấu hiệu rõ ràng, đây là câu mong ước ở tương lai. Tương lai, tại vì sao có từ tomorrow? Tôi ước là anh ấy sẽ đến vào ngày mai. Ngày mai là thứ bảy rồi, tôi mong anh ấy gọi là mang con chiến mã đến để chở tôi đi chơi chẳng hạn. Đó thì là một điều ước, một mong muốn, một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai, thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc là I wish ai đó này cộng với gì, would cộng với verb nguyên. Đáp án là A, diễn tả một điều ước ở trong tương lai, would verb nguyên các bạn nhé. 10 A hoàn toàn vào rồi đấy à, hello. 10B không phải đâu em nhé, đây là điều ước ở tương lai. Thấy cái chữ tomorrow to đùng này không? Tối như vào rồi đấy à? Ôi giời ơi, sao này muộn thế? Tiếp theo ạ, câu 11 các bạn chọn gì nào? Câu 11 ở đây chúng mình có một cái cụm từ rất là hay ho luôn. Mà cô nhớ không nhầm thì hình như được học ở lớp 11 rồi hay sao ấy. Khánh Duy đúng rồi nhá. Câu 11. She passed the National High School Graduation Exam with flying colors. Tức là gì? Cô ấy đậu vào một cái trường
đậu cái bài kiểm tra vào trường cấp 3 quốc gia với gì đây? Với số điểm rất là cao, với thành tích rất là tốt. Ở đây chúng ta có cụm là with flying colors. With flying colors nghĩa là gì ạ? Học rất là tốt, điểm rất là cao. Đây các bạn nhé. Rồi, tốt lắm. Làm đúng câu này, tốt. Câu 12 ạ. Thế câu 12 các bạn chọn gì? Hello Đường Nguyễn Nhớ, xin chào Lan Oanh, xin chào Mai Thị Nhung, các đồng chí học sinh mới đấy hả? Các bạn nào mới vào thì nhớ join group đi nhá, sắp có cuộc thi nói tiếng Anh rồi đấy, cô đang rất háo hức về cái phần đấy luôn. Nào, bây giờ chúng mình sẽ đến với câu 12. Although we have a large number of students, mặc dù chúng tôi có một lượng học sinh rất là lớn, nhưng mà làm sao đây ạ? Nhưng mà mỗi học sinh thì đều nhận được sự quan tâm, sự chú ý như thế nào? Sự quan tâm, sự chú ý cá nhân. Ví dụ như là lớp livestream này có rất nhiều đứa này, rất nhiều bạn học nhưng mà cô vẫn nhớ mặt điểm danh nên đứa nào sai nó móc lên biết liền nha. Liệu cái thần hồn. Thì ở đây chúng mình sẽ khoanh cái gì nhỉ? Các bạn đang khoanh đúng rồi đấy. Mình sẽ khoanh từ individual attention là sự chú ý cá nhân. Các bạn ơi, mình phải chú ý cái từ này một chút nhé. Mặc dù khoanh thì dễ nhưng mà phát âm từ này thì không dễ đâu. Individual trong âm và âm thứ 3 các bạn nhé. Individual, được chưa? Alone, từ này ai cũng biết rồi đúng không? Còn từ separate là phân chia, tách chia, đây là một động từ. Thì các bạn phải xác định được là chỗ này đang là danh từ này. Mặc dù cho dù chỗ này mình không biết điền cái gì nhá, danh từ thì đằng trước danh từ mình phải điền gì ạ? Phải điền tính từ chứ, tính từ để bổ nghĩa cho danh từ. Đó, thì phải loại ngay được cái B cho cô nhá. Đứa nào mà chọn B thì liệu cái thần hồn. Được chưa? Vì vậy đáp án của câu 12 là C. Ai cha, học giỏi quá nhờ. Xin chào Đông Diệp nhé. Xin chào Nhật Toàn, xin chào Mỹ Kim. Chào các bạn mới nha, là Lê, ok. Rồi, câu 13. Câu 13 các bạn chọn gì? Mai Thị Nhung đang chọn B nè. Ừ, rồi, ok. Xin chào bé 2K5 nhá. She thinks chatting on the internet... Câu 13, cô ấy nghĩ rằng cái việc mà nói chuyện trên internet thì rất là tốn thời gian. Ở đằng này chúng mình đang cần một tính từ đúng không ạ? Để diễn tả tính chất. Tính chất của cái gì? Của cái việc là chat chít ở trên mạng thì rất là tốn thời gian. Đây này, mình sẽ có tính từ là time consuming. Câu B các bạn nhé. Time consuming nghĩa là tốn thời gian. Nó là tính từ. Ví dụ, chơi game thì rất là tốn thời gian. Playing video games is a time consuming. Đúng chưa? Câu 14. Câu 14 các bạn chọn gì ạ? Bạn nào mới vào nhớ thả tim livestream cho cô đi đấy nhá. Rồi share đi đấy nhá. Kêu các đồng đội vào học đi nhanh lên. Đang khởi động ở giữa chưa nhiều đâu. Câu 14. Who told you of the news? Ai nói cho bạn cái thông tin này thế? Ai nói cho bạn về cái tin tức này vậy? Cái thông tin hoàn toàn là sai lệch rồi. Tôi làm gì có crush con nhỏ đấy? Cái đứa tôi crush đang là cậu á. Cậu cứ suy nghĩ lung ta lung tung. Cậu có biết tình cảm của tôi không? Đấy, kiểu vậy đúng không? Thì rõ ràng là cái thông tin nó không hề đúng. Đằng trước, à nhầm, đằng sau dơ thì nó phải là gì hả các đồng chí ơi? Đằng sau dơ là mình đang cần một danh từ chứ. Thế bây giờ mình đối chiếu xuống cái anh nào là anh danh từ ạ? Nhìn phát cái đuôi AL chắc chắn là tính từ này. Đuôi ly thì là trạng từ này. Còn hai cái thôi. Đó, thế cái đuôi sừng này nó là gì đây? Cái đuôi sừng này nó phải là danh từ rồi. Khoành luồn chẳng nghĩ nhiều. Information, đấy chưa? The information may not be correct. Có lẽ là thông tin nó không được chuẩn xác đâu. Rồi, câu 15 các bạn ơi. Câu 15 các bạn chọn gì đấy? Minh Đàm, cô thấy rồi. Cô thấy lớp trưởng bao giờ mà. Thu Tuyết 14A, ok. 14, đứa nào con B kia? Úi dồi ôi, cái đồng chí Hương Giang. Đấy là không chịu xem live thường xuyên. 14B cái gì? Cái này đang là tính từ của tôi. Thế tự nhiên sao lại ở đây lại chọn tính từ? Hả? Đằng sau giờ phải là gì ạ? Đằng sau giờ thường nó là danh từ nhá. Giờ cộng với tính từ nó lại mang hàm nghĩa khác rồi đấy nhá. Mà ở đây là thuộc thông tin cơ mà. Long Hoàng này đã là fan cứng mà lại còn bị bơ là như thế nào? Trời ơi, thế làm đúng rồi, người ta phải thôi chứ. Ngọc 14A, rồi. 15 Hà Heo Tố Như đang chọn B này. Remote control nghĩa là gì hả mấy đứa? Remote control nghĩa là điều khiển từ xa nhá. Điều khiển từ xa thì được dùng để mà tương tác với cái TV, đúng chưa? Được dùng để làm gì? Tu thì phải tu verb. Verb nguyên. Thế tu verb nguyên là cái nào bây giờ các bạn ơi? Danh từ này, tính từ, trạng từ, mình chỉ có thể chọn B mà thôi. Interact. Interact. Trọng âm rồi vào âm thứ 3 các bạn nhé. Và chỗ này là mình học một phát là học 4 từ mới này luôn nhé. Nghe chưa? Sự tương tác này, tương tác này. Đó,
rồi là trạng từ tính từ của nó cũng phải nhớ luôn. Và trọng âm của động từ này là interact, trọng âm rơi vào âm thứ ba các bạn nhé. Được chưa? Cái này là bị động nhá, không phải là cái cậu được dùng để làm gì ấy. Không được ngồi nếu mà suy luận cấu trúc be used to cái gì gì là chết dở tôi. Rồi, bây giờ tiếp theo nhá, câu 16, câu 15B rồi này. Câu 16 ạ. Câu 16 này có nhiều cụm hay lắm này mấy đứa nè. Biết ngay mà, có đứa sẽ hỏi như vậy mà. Be used to. Nào các bạn ơi, be used to verb in tức là gì? Quen với việc gì? Còn ở đây nó là bị động nhá, được dùng để ấy, chứ không phải là chết cười. Các bạn ơi, đây nhá, kiểu use, động từ use là sử dụng đúng không? Thế cái điều khiển nó có thể tự sử dụng không? Không, nó phải được mình sử dụng đúng không? Thì chỗ này phải là bị động, được sử dụng. Thế bị động của thì hiện tại đơn sẽ là to be, be cộng be là am, is, are đúng không? Cộng với used quá khứ phân từ 2 đúng chưa? Thì ở đây hiện tại là còn số nhiều sẽ là remote controls are used, được sử dụng để làm gì? Để tương tác với cái TV. Được chưa? Câu 15 đáp án là B mấy đứa nhá. Hiểu rồi thì thả tim cho cô đi, còn không hiểu thì lại hỏi để cô nói lại nhá. Câu 16 các đồng chí đang chọn A, đồng chí nào chọn A thì là đúng rồi. Mình sẽ có cấu trúc gì đây? À dịch được cái đã nào. I can't find my dictionary at the moment. Bây giờ thì tôi không thể tìm thấy cái gì đây, cái từ điển của mình. Tôi mong là nó sẽ như thế nào sớm, tôi mong là nó sẽ xuất hiện sớm. Ủa, không đi tìm sao mày đòi đồ nó tự tìm đến với mình hả? Nhưng mà cứ đôi khi nó là vậy đấy em. Kiểu mình cứ cố thiết đi tìm thì chả thấy, nhưng tự dưng đến lúc mình quên nó đi, nó lại lòi lòi trước mắt mình. Mà đỉnh cao là đang cầm điện thoại, cô cũng đi tìm điện thoại. Kính đang đeo trên mắt, vẫn đi tìm kính. Đó, dây buộc tóc đang đeo ở tay đây, lúc nào cũng đi tìm dây buộc tóc. Mấy đứa bạn gái có giống cô không? Cô toàn bị cái bệnh vậy không à? Ha ha, mình nói hai ba câu, quay lại nhìn thì thấy đồng chí Quang Văn Nguyễn và đồng chí Nguyễn Trung câu 16 khoanh D là sai rồi nhớ. Nào, 16 mà D á, không phải đâu nha. I hope it will turn up soon. Tôi mong là nó sẽ xuất hiện sớm. Turn up của chúng ta là xuất hiện. Turn up là xuất hiện bằng với appear. Ghi vào nhá, nghĩa là xuất hiện, được chưa? Clear up, clear up nghĩa là dọn sạch. Dọn sạch các bạn nhé. Còn look up nghĩa là tra. Tra gì? Tra từ điển này, hay là tra danh bạ điện thoại này, hay là tra lịch trình tàu xe, thì mình sẽ dùng từ look up, được chưa? Còn come up tức là mình sẽ đến gần. Đó, hay là sao ạ? Đến gần đâu đó này, hay là theo kịp với. Theo kịp này, đến gần này, hay là nảy ra, hay là nêu ra một cái vấn đề, nêu vấn đề. Còn ở đây chỗ mà mình cần học á, nếu như các bạn nào mà thấy nhiều quá không thể hấp thụ nổi á, thì nhớ giúp cô là turn up nó sẽ bằng appear, nghĩa là xuất hiện các bạn nhé. Được chưa nào? Xuất hiện. Rồi, tiếp theo câu 18. Câu 17. Câu 17 là một câu dễ không được sai nhá. Sự thân thiện của anh ấy khiến cho chúng tôi hạnh phúc, khiến cho chúng tôi vui vẻ. Cái này là tính từ sở hữu đúng không ạ? Mà đằng sau tính từ sở hữu thì phải là gì các bạn? Phải là danh từ. Ví dụ như tên của tôi, người yêu của tôi, my boyfriend, my girlfriend, nó phải là danh từ chứ. Thì bây giờ mình cần danh từ, mình chiếu xuống nhìn xem cái danh từ nó là cái gì bây giờ. Really ở đây là tính từ nhá, friendly là tính từ thân thiện nè. Chúng mình có realness là danh từ. Thế bây giờ mình có hai cái, một cái là friendliness, một cái là unfriendliness. Thì chắc chắn nó phải là B rồi. Tại vì sao? Cái này là sự không thân thiện mà các bạn. Đúng chưa? Nói về nghĩa thì mình phải chọn đáp án 17B nhé. 17B, đúng rồi, chuẩn luôn. Câu 18 và câu 19 rất là rệ, đứa mố sai là tự phát đi nhớ. Nào, câu 18. A lot of, có rất là nhiều gì đây? Có rất là nhiều khách tham quan đến văn miếu mỗi ngày. Khách tham quan có đếm được không ạ? Dạ đếm được ạ. Thế bây giờ vấn đề nó là visitor R hay là nó là visitor cái đuôi R đây? Bây giờ mình xem có đứa nào nhầm không nào. Câu 18 các bạn chọn cái gì? Quá sao chả thấy đứa nào chọn câu 18 vậy ta? 18 biết ngay mà Tường Vi chọn gì đấy? Tường Vi sao lại chọn B em? Có rất là nhiều cơ mà. Nhiều ở đây thì phải số nhiều chứ. À, các bạn, thì chỗ này là visitor nhá, cái đuôi R đây này chứ không phải là R này đâu, được chưa ạ? Đáp án của cô, câu 18 phải là D nhá. Đúng rồi, câu 19 ạ, The Smiths enjoy the gì đây? Gia đình Smith thì rất là thích cái không khí thanh bình ở Việt Nam. Thì rõ ràng ở đây chúng ta đang có the này. The này là đang chỉ một cụm danh từ đúng chưa? Ở đây mình đã có danh từ chính rồi, thì mình cần một tính từ để bổ nghĩa cho cái danh từ chính này. Tính từ ở đây là gì nào? Cái nào bây giờ? Phải là gì? Peaceful đúng không? Sự hòa bình này,
Rồi là trạng từ chỉ có cái từ peaceful này là gì? Sự thanh bình thôi, đúng chưa? Peaceful atmosphere là cái bầu không khí thanh bình ở Việt Nam. The Smith, đây là tên, à đây là cái họ nhá các em. Nếu như mà mình thêm the đằng trước thì có nghĩa là cả cái gia đình đấy, được chưa? Gia đình Smith. Câu 19 đáp án là D, quá là dễ dàng luôn, dễ lắm luôn đấy. Các bạn mới mà chưa được cô đọc tên thì cứ comment tích cực nhá. Đó là tại vì các bạn mới nhưng mà Facebook nó chưa hiện á, chứ không phải là cô không để ý mấy đứa đâu nha. Tiếp theo, câu 19 là các bạn làm đúng rồi này. Rồi, đến câu 20 nhá. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Khởi động, rồi. Nào, câu 20 ạ. Câu 20 là một câu hay nè mấy đứa. Chưa gì đã thấy đồng chí sai ở đây này. Không phải khoanh vào từ resolve đâu nha, Hồ Thanh Nhân nha. Có đồng chí nào ý kiến khác không ạ? Ha ha, câu này thật thú vị. Ngọc 20C cũng sai. Hồ Thanh Ngân, Hồ Thanh Ngân sửa lại đáp án đấy à? Lan Lê sai rồi. Tiếp theo đến là nữa đây. Yến Nhi, ừ rồi ơi, mới nhờ. Câu 20 nhá. No matter how angry he was, dù anh ta có tức giận đến như thế nào thì anh ta cũng không bao giờ dùng đến bạo lực. Các bạn nhá, ở đây chúng mình sẽ có cái từ violence, nghĩa là bạo lực này. Nó là danh từ nhá. Đấy, được chưa? Thế bây giờ mình có cấu trúc là dùng đến cái gì sẽ là resort to something, là dùng đến cái gì, được chưa? Nốt vào nhá, dùng đến cái gì. Chứ đừng có resort, cô ơi đi nghỉ dưỡng hè rồi là không đúng đâu nhá. Dùng đến cái gì, resort to something, dùng đến cái gì, được chưa? Mặc dù anh ta có tức giận như thế nào thì anh ta cũng không bao giờ dùng đến bạo lực. Còn cái từ resist nghĩa là chống lại, kháng cự. Chống lại các bạn nhé, chống lại kháng cự này. Còn cái từ này là từ refuse, là từ chối thì ai cũng biết rồi đúng không? Còn từ này là từ resolve, nghĩa là kiên quyết làm cái gì. Kiên quyết, đấy thì hợp nghĩa là còn có giới từ to này nữa, chỉ có thể là từ resolve mà thôi nhá. Nốt lại giúp cô, nhắc lại thêm một lần nữa này. Resort to something có nghĩa là dùng đến cái gì, dùng đến bạo lực chẳng hạn. Hay là anh ta có thể giải bài toán này mà không cần dùng đến máy tính. Đó, các bạn thử đặt câu đấy xem nào. Mà anh ta không cần dùng đến máy tính thì nói như nào. Đấy, tự làm nhá, rất là dễ. Câu 21 ạ. Violent đúng rồi đấy. Ôi giời, các đồng chí tích cực ghê. Có mấy đứa siêng siêng nó nốt lại. Các bạn học cùng sướng ghê à. Câu 21, if you are a student, you can get a discount ...books. Nếu như bạn là học sinh thì bạn có thể được giảm giá trong cái việc mua sách này. Ôi giời, sướng quá, đang là học sinh sinh viên tận dụng đi mấy đứa nhá. Khi mà cô hết sinh viên một cái eo lên, mọi ưu đãi nó bị cắt tiệt, mình kiểu sốc. Nói chung là buồn lắm mấy đứa. Già là nó có nhiều cái bất lợi đó. Nên mà đang còn trẻ, não đang còn phát triển là phải lo mà học đi nhá. Nào, thì bây giờ mình sẽ được giảm giá về cái gì? Được giảm giá trong cái gì? Mình sẽ có cấu trúc là get a discount on something. Được giảm giá cái gì? Được chưa? Get a discount on something. Được giảm giá cái gì? Câu 21 đáp án là C. Tốt lắm Nhung. Câu 22 ạ. Ngọc Nhi tốt. Đúng rồi, tối như ok. Câu 22 Minh Khang đâu? Hậu đâu? Không thấy comment nhỉ? Tuyết đâu nhỉ? Câu 22. The air in the city is very... Bầu không khí ở trong thành phố thì rất như thế nào đó. Thì ở đây mình đang dùng, mình đang cần một gì ạ? Một tính từ để chỉ tính chất của không khí. Nhìn xuống dưới thì có các từ pollute. Pollute là ô nhiễm này, polluted là bị ô nhiễm, nó là tính từ này. Pollution là sự ô nhiễm, còn pollutant là chất ô nhiễm, chất gây ô nhiễm, được chưa ạ? Thì rõ ràng cái này chỉ có từ polluted là phù hợp nhất thôi. 22 đáp án là B, không nghĩ nhiều nhá. 22B ok chưa ạ? Xong. 23, 24, 25, 26. 23. The accident happened because of driving... Cái vụ tai nạn đã xảy ra tại vì lái xe như thế nào? Lái xe thì chắc chắn phải là lái xe không cẩn thận, lái xe bất cẩn rồi. Nhưng mà câu này cô vẫn muốn xem đứa nào khoanh cái gì đây này. Câu này cũng dễ, không được sai đâu nhá. Em đang làm kiến thức vô đầu à? Ok. Xin chào Thủy Hằng nhé. Ừ, nói chung là vừa gọi hồn cái là thấy luôn Minh Khang với hậu comment. Ok, tốt lắm.
Thấu kỷ xa hạ 23 đề đúng rồi nhá. Là cái gì đây? Mình là tại vì lái xe như thế nào? Lái xe một cách bất cẩn. Mình đang cần một trạng từ để bổ nghĩa cho cái từ này, đúng chưa ạ? Vì vậy đáp án của cô câu 3, câu 23 sẽ là carelessly, là một cách bất cẩn các bạn nhá. Rồi, tốt lắm, câu 24 ạ. Câu 24 hay làm dễ, làm nhanh nào. Câu 24, he is going to ...or the best. Cấu trúc là tương lai gần đây này, sắp sửa dự định làm cái gì sẽ là be going to cộng với verb nguyên đúng không? Nhìn xuống dưới thì anh nào là verb bây giờ? Anh collect, chứ còn anh nào nữa? Anh sưu tập này, cái này là người sưu tầm này, cái này là bộ sưu tập này, cái này là gì? Cái này nó là tính từ của các từ này, được chưa? Thế bây giờ một phát học một lò luôn cả bốn từ này mấy đứa nhá. Nốt vào, đứa nào chưa biết thì ghi vào đi. Câu 24 đáp án là B, quá là dễ dàng, không được sai rồi đấy. Câu 25. Câu 25 nhá. Ủa thế Minh Đàm, não em là não cá hay não người vậy? Câu 25, he is tired now ... He played soccer in the afternoon, lớp trưởng. Chết dở không cơ chứ. Anh ấy thì bây giờ đang mệt ... Anh ấy đã chơi đá bóng cả buổi chiều. Thì bây giờ rõ ràng cái việc mệt nó là kết quả, thì mình dùng cái liên từ gì cho nó phù hợp bây giờ? Bởi vì, đúng không nào? Bây giờ anh ấy mệt bởi vì buổi chiều anh ấy đã chơi bóng đá. Mình sẽ khoanh từ because. Câu 25 đáp án là D. Đúng rồi, tốt lắm. Tiếp theo câu 26 ạ. Úi dồi ôi, đây đây tán gái, đây tán gái đây các bạn ơi. Nào các bạn ra chú ý ạ. Úi dồi, nếu như mà em thích vẻ đẹp tự nhiên, thích vẻ đẹp thiên nhiên á, thì anh sẽ đưa em đến đó, đến một nơi mà chỉ có hai chúng ta, đầu núi đồi chập trùng các kiểu. Lúc đấy là anh lại tranh thủ một tí đúng không, là cho anh nắm cái tay chẳng hạn đấy, cho anh trơm cái má. Nhưng mà mấy đứa con gái nhớ nhá, đứa nào nó cứ bảo để anh dẫn em đi đến chỗ này chỗ nọ chỉ có riêng đôi ta là mình phải cảnh giác ngay đấy. Thôi ở nhà học tiếng Anh cho an toàn nhá. Thì chỗ này chúng mình cần cái gì các bạn? Ở đây cái từ beauty là vẻ đẹp rồi. Đó, thì chắc chắn chỗ này là mình đang cần một gì ạ? Một tính từ để bổ nghĩa cho cái danh từ beauty vẻ đẹp này rồi. Thế mình nhìn xuống xem cái anh nào là anh tính từ bây giờ mấy đứa ơi. Chắc chắn các bạn sẽ khoanh được cái câu 26 này đáp án là B rồi. Nhưng mà trong cái câu này các bạn lưu ý giúp cô nhá, là cái từ thiên nhiên ấy, nên đây cái từ danh từ của nó là thiên nhiên đúng không? Cái âm đầu tiên nó là âm A, nature. Nature, âm E, I, âm A, được chưa? Âm A. Nhưng mà cái từ tính từ á, mình không đọc là natural đâu nhá, mà cái âm đầu tiên nó là âm A bẹt. Nature, nature, âm này này. Đấy, hai cái chữ E đối đít với nhau ấy, được chưa? Tại sao cô lại nhắc? Vì sau này mà kiểm tra cái bài phát âm các kiểu, ôi dồi ôi, cái từ này dễ sai lắm. Tại vì sao? Mình dễ nhầm. Kiểu nhìn nó giống nhau, mình cứ nghĩ nó phát âm giống nhau nhưng không. Một anh là nature, một anh là natural, nhớ chưa? Nốt lại nhá. Một anh là A, một anh là âm A bẹt. Đó, cẩn thận chút nhá. Nói chung là sai mấy cái từ này là tiếc lắm 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 luôn á. Câu 27. Cái gì đấy hả? Phạm Kiến Quốc, cô thấy em rồi nhớ. Từ nãy giờ có thấy comment đáp án đâu. Câu 27. Câu 27 của chúng ta nè. We'll make this beach clean and ... again. Chúng ta sẽ khiến cho cái bãi biển này trở nên sạch và đẹp trở lại. Đúng chưa nào? Thì ở đây là make something cộng với tính từ là khiến cho cái gì trở nên như thế nào. Ở đây chúng mình đang có tính từ clean vừa này, mà cái từ and thì nó thường hay nối những từ hay là cụm từ hay là mệnh đề, nó phải tương đương với nhau, đúng chưa? Thì đây tính từ, chắc chắn chỗ này mình cũng cần một tính từ rồi. Đối chiếu xuống, không nghĩ nhiều, đáp án là 27B các bạn nhé. Nào, tính từ cộng danh từ thì là đúng rồi Nhung nhá. Nhưng mà trong cái trường hợp câu 27 này mình phải là cấu trúc make something, make somebody hoặc là something cộng với tính từ khiến cho ai cái gì đó như thế nào, được chưa ạ? Câu 27 đáp án là B. Đúng rồi, dài quá. Câu 28. 28 các bạn ơi, mình làm hết cái trang này giải lao 5 phút tâm sự tí nhá. Câu 28 chúng mình chọn gì đây các đồng chí? It is interesting to take ... a new hobby such as collecting stamps or going fishing. Thật là thú vị khi mà bắt đầu một cái thói quen, một cái sở thích mới như là sưu tập tem hay là đi câu cá. Eo, bây giờ bảo người trẻ chúng mình mà tập đi câu cá nghe nó cứ
ngại ngại nào, tôi bảo đi chơi, chơi game, chơi gùm, đánh cầu lông các kiểu thì còn chơi, ngồi thừ đi câu gá như mấy ông già, nhờ mấy đứa nhờ, chán chết. Rồi, thế bây giờ mình sẽ là bắt đầu một thói quen đúng không ạ? Bắt đầu một thói quen sẽ là take up, được chưa ạ? Take up là bắt đầu một thói quen các bạn nhé. Take up a new hobby, bắt đầu một thói quen, được chưa ạ? Rồi, đáp án của câu 28 là A. Câu 29. Câu 29 các bạn, ố? Câu 28 nhiều đứa chọn sai thế nhỉ? Tường Vi chọn sai đây này, Nguyễn Trung sai này. Câu 28 là A nhá. Take up a new hobby, tức là bắt đầu một cái thói quen mới, được chưa ạ? Tiếp theo mình sẽ có câu 29. I was very that you won the first prize. Tôi rất là ngạc nhiên khi mà bạn đã giành được giải nhất. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái gì bây giờ? Tôi rất là ngạc nhiên. Chắc chắn chỗ này là mình cần tính từ rồi, đúng không các bạn? Thế bây giờ tính từ là mình có hai anh, một cái là anh amazing, một cái anh amazed. Thì nhớ cho cô là khi mà mình miêu tả sự vật, sự việc thì mình sẽ dùng những cái tính từ có đối ứng. Ví dụ, this book is interesting. Đó, đúng chưa? Nhưng mà miêu tả người kiểu, à, cô ta thật thú vị, mình phải cưa thùi. Đó, thì sẽ là she is interested. Tương tự như chỗ này sẽ là tôi rất là ngạc nhiên, phải là amazed. Đó, đáp án câu 29 là A các bạn nhá. Hay là cái từ bore cũng vậy, boring là nhàm chán, còn bored cũng là nhàm chán, cái chỗ she is bored, cô ấy rất là nhàm chán. Nhưng mà quyển sách này chán ghê sẽ là the book is boring, nhớ chưa? Tính từ mà cho người á, thường là đuôi ed, còn vật sự việc thì sẽ là đuôi ing. Câu 30. Câu 30 ạ. We are, ui quá dễ, chúng tôi thì rất là hứng thú với việc học tiếng Anh. Mình có cấu trúc là be interested in doing something. Be interested in doing something, hứng thú với làm cái gì. Lúc nãy có đồng chí nào cho ra một lô xích xông những cái từ nó bằng nhau, bằng phân ở, bằng kin on các kiểu, các bạn nốt lại tranh thủ nhá. Rồi, câu 30 đáp án là D. Cha cha, giỏi quá ta. Nào, câu 31, 32 nào các bạn ơi. 31 nhá. We are talking about the preservation of resources. Chúng tôi đang nói chuyện về việc bảo tồn những nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thì ở đây chúng mình đang có danh từ resources. Chắc chắn chỗ đằng trước mình cần một tính từ rồi. Tính từ ai cũng biết là khoanh từ này. Thế các bạn còn nhớ lúc nãy cô nói là cái anh tính từ thuộc thiên nhiên này, cái âm đầu tiên đọc là A bẹt hay là âm A ạ? Nature. Có đúng không? Chắc lại đang gật gù gì. Cô nói sai đấy. Cái này là nature. Chắc chắn là có nhiều đứa đang loạn cái phần này. Cái danh từ là nature, nhưng mà tính từ sẽ là natural. Nhớ chưa, nhớ chưa, nhớ rồi thì thả tim đi. Tôi còn biết. Không nhớ thì tí nữa nhắc cho chặt nữa cho nhớ nhá. Nào, lại natural resources, nguồn tài nguyên thiên nhiên, được chưa? Câu 32. Câu 32, Thấu Kỳ Sa Hà, đồng chí Thấu Kỳ Sa Hà đang chọn đáp án D. Còn các bạn khác thì sao? Ui, các đồng chí khác cũng đang chọn đáp án D. Thế đây là một đáp án đúng rồi. Kangaroos which come from Australia have long tails. Đúng rồi, cái gì xuất phát đến từ đâu thì phải là come from. Ví dụ tôi đến từ Việt Nam, I come from Việt Nam. Và ngày hôm nay sẽ là Việt Nam vô địch. Đúng rồi đấy, be interested in bằng be keen on, bằng be fair, be fun up nữa này. For on, the ấy, cái từ hôm trước vừa học đấy, hôm qua mới học xong đấy. Nhớ chưa? Mấy cái này dễ lắm, mình siêng mà học đi. Nhắc nhẹ một cái là khóa live VIP của cô là học phí 2,4 triệu giảm 50%, đang còn có mỗi 1,2 triệu thôi, cho 20 slot cuối cùng thôi đấy nhá. Nên mà các bạn hãy nhanh tay inbox cho Best hoặc là cho chị Thanh Thúy Việt Jack hay là chị Lê Nga Việt Jack để chiếm trọn cái ưu đãi này nha. Tuần sau lớp đã khai giảng rồi đấy, và những cái phần kiến thức nó rất là hay ho, và cô sẽ đồng hành cùng các bạn từ bây giờ cho đến khi mà các bạn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2022. Đấy, cả một quãng đường dài 1 năm chúng mình sẽ cùng nhau đồng hành và kéo cái môn tiếng Anh lên cao nhất có thể luôn, được chưa nào? Nhưng mà đừng chần chờ gì nữa, đầu tư cho học hành, đặc biệt là ngoại ngữ là không bao giờ sai đâu nha các em nha. Đó là một sự lựa chọn đúng đắn đấy. Chứ đừng như cô lời nhà lời nhờ, ngày xưa mãi mãi mới chịu đi học, sau điểm nó cũng không được như ý lắm. Hey. Cái gì kia, vừa học vừa nghe nhạc hả? Đứa nào đấy? Đứa nào vừa học vừa nghe nhạc? Ủa? Thế nghe tôi nói, tôi giảng bài là còn nghe nhạc kiểu gì? Lại nghe cô giảng bài trên nền nhạc Vinahouse hay gì? Định quẩy luôn đấy à?
Câu 33. À ha ha, tôi đã phát hiện ra câu 33 có mấy đứa sai rồi đây này. Câu 33 sao các đồng chí lại chọn đáp án A nhỉ? Lạ kỳ. Sao các đồng chí Ngọc Như này, đồng chí nào mình vừa mới thấy đến, tức thế nhỉ? Ai nhỉ? Vừa thấy đầu đây Tường Vi. Hai đứa này nhớ, hai đứa này cái ban bá đâu, tự vả nhanh lên. Sao lại dám chọn y dở hả? Ở đây chọn A chứ không thấy cái chữ S nó to đùng đây à? Hả? Tidal waves, thủy triều. Nốt vào, những cơn thủy triều. Những cơn thủy triều, những cơn thủy triều. Đấy, nhắc lại 3 lần cho mà nhớ. Những cái cơn thủy triều này là gì? Là kết quả của sự thay đổi đột ngột, chuyển động dưới nước của trái đất. Cả cái cụm đằng sau không cần quan tâm, chỉ quan tâm chỗ đằng trước là những cơn thủy triều giúp cô với. Và đây là số nhiều thì phải là gì ạ? Là to be, phải là A chứ. Ở đây mình phải dùng thì hiện tại đơn, mình sẽ không được dùng quá khứ. Tại vì sao? Nó đang diễn tả một sự thật hiển nhiên, các bạn nhớ không? Trong thì hiện tại đơn có một cách dùng là gì ạ? Diễn tả những cái sự thật hiển nhiên. Đó, vì vậy đáp án của câu 33 này phải là B. Không có tiền nhưng vẫn muốn học VIP thì làm sao cô á? Thì em biết rồi đấy. Lại còn phải hỏi. Nào, muốn là người ta tìm cách, còn không muốn là người ta tìm lý do, đúng chưa nào? Với lại các em cứ nghĩ mà xem, đầu tư một lần mà có lợi cả đời chứ. Học ngôn ngữ sau kiến thức nó là của các em chứ cô có lấy lại được đâu, đúng không? Hương Giang mạng lag á? Ủa tiếc nhỉ. Thế thì hôm sau đến được chứ? Cơn thủy triều em có thấy cái chữ S này không? Thấy chữ S này không? Bình thường mình có cái danh từ wave là đợt sóng, đó là một đợt sóng, hai đợt sóng, ba đợt sóng, thế là wave những đợt sóng. Được chưa? Wave thêm S to đùng đùng đây này. Câu 34 ạ. Câu 34 bạn Thảo Thiện đang chọn B rồi nè mấy đứa ơi. Tường Vi chọn B á? Ừ, lớp mình có hai Tường Vi nhá. Nguyễn Thị Tường Vi chọn đúng rồi. Hai heo ok. Rồi, hai heo đúng rồi đấy. After the car crash last night, all the injured. Nào, ở đây chúng mình lại ôn lại cái gì ạ? The cộng với tính từ là nó chỉ một nhóm người. Ví dụ người nghèo, the poor, người giàu, the rich, người ốm, the sick. Ở đây là những người bị thương sẽ là the injured, đúng không? Sau cái vụ đâm xe tối hôm qua thì tất cả những cái người bị thương á thì đã được nhanh chóng chuyển đến bệnh viện trên một cái xe cứu thương. Thì ở đây sẽ là bị động trong quá khứ các bạn nhé. Là sao ạ? Khẩn cấp được mang đến sẽ là were rushed, được chưa? Đáp án là were rushed. Ở đây bị động nhá, không thể sai được đâu nhá. Câu 34 này là đáp án B, các bạn làm đúng rồi. Câu 35 ạ. Câu 35 là một câu dễ này. Dễ chết thì được. Dễ lắm luôn. This newspaper is chấm 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 every day is a daily newspaper. Tờ báo này thì được xuất bản mỗi ngày. Vì đây là tờ báo hàng ngày mà, daily là hàng ngày thường nhật đúng không nào? Tờ báo thường nhật ngày nào cũng sản xuất ra tin, ngày nào cũng được cập nhật tin tức thì chúng mình sẽ là gì đây? Cái gì kia hả Long Hoàng? Remix con cò bé bé nữa hả? Trời ơi, thế này thì làm sao mà có người yêu? Này, các bạn nữ đang rất siêng học và các bạn ấy cũng âm thầm đánh giá các đồng chí đấy nhá. Nghe chưa? Ôi giời ơi, thế này cứ đòi phát người yêu đấy, các em thấy không? Thôi các bạn nữ ơi, mình yêu nhau, cô trò mình yêu nhau, mình yêu tiếng Anh, mình học tập. Còn mấy cái anh cu mà cứ lung ta lung tung trong lớp thì đừng để ý đến chúng nó, rồi cũng đừng có ăn thính của chúng nó nha mấy đứa nha. Mình phải sang lên mới được, mình lo học thôi. Nào, đáp án của câu này sẽ là gì ạ? Tờ báo này sẽ được, được đúng không ạ? Được xuất bản thì phải là bị động. Đang có to be sẵn rồi đây này. Khoanh luôn cái đáp án D cho cô nhá. Câu 35D không được sai, quá là dễ. Tiếp theo câu 36, 37, 38 cũng vô cùng dễ dàng. Câu 36 của chúng ta đáp án là gì nào? Cái gì đấy Lê Gia Bảo sao lại kêu khổ ở đây đó hả? Xin chào Nguyễn Hảo nhé. Bây giờ mới thấy em vào hay sao ấy, từ nãy giờ bây giờ cô mới thấy em comment một cái đây này. Câu 36, everyone must take part in chấm 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 deforestation. Mọi người đều phải tham gia cái việc mà chống gì đây? Chống chặt phá rừng. Take part in doing something tức là tham gia vào việc làm cái gì đúng không nào? Thì ở đây chúng mình sẽ cần một verb in các bạn nhé. Vì vậy đáp án của câu 36 sẽ là A. Nguyễn Diệu đúng rồi, ok. 36A. Take part in preventing. Take part in thì bằng gì? Bằng participate in. Đã, nhớ chưa? Học rồi nhá. Câu 37. He shouted and looked at me chấm 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 when I broke the vase.
Anh ta la làng này rồi là nhìn vào tôi một cách tức giận khi mà tôi làm vỡ cái bình. Ui giời, vỡ cái bình gì mà căng? Đó, kiểu vậy. Bắt đầu lão mới chỉ tay mặt mình, mày có biết cái bình này là từ thời nhà Lê không? Từ mấy mấy đời quốc kỉnh nhà tao để lại đấy, đến tiền đi. Đó, thế là anh ta mới la vào mặt tôi, nhìn tôi như nào, một cách rất là tức giận. Ở đây chúng ta đang cần một trạng từ để bổ nghĩa cho hai cái động từ đây, look với sao, đúng không? Để nhấn mạnh là ôi giời ơi, đây không phải là cái nhìn ấm áp yêu thương mà là một cái nhìn vô cùng tức giận. Chúng mình sẽ có trạng từ là angrily, một cách tức giận, 37, đáp án là B. Có, cô thấy mà Tuyết. Em tưởng nhóm này là đoàn nữ là không, có mấy đồng chí nam đấy. Cô xin giới thiệu là những đồng chí sinh học, ví dụ như đồng chí Hậu chẳng hạn nhá, đồng chí Lê Minh Khang nhá, đồng chí Nguyễn Quang Bằng mấy nay không thấy quang bằng, đồng chí Tùng nữa, Tùng mấy nay cũng chả thấy. Bạn nào như là Quốc nữa này, hôm nay Trọng Lộc không thấy, nhà Lộc nó cũng siêng học lắm chứ không như ông lớp trưởng suốt ngày đi rửa bát đâu mấy đứa. Lê Gia Bảo mới học 2-3 hôm thì cô chưa thể đánh giá được. Đấy, nói chung là cứ yên tâm, cô mà review đứa nào thì đứa đấy chỉ có chuẩn thôi nhá. Các bạn cố gắng mà giữ hình ảnh đi, không phải giữ hình ảnh cho nói chung là phải giữ hình ảnh trước mặt các bạn nữ rồi còn cả cô đó chứ, mọi người đang nhìn vào đó nghe chưa, đừng có suốt ngày khoe đi rửa bát thế nhá, mình đảm nhá, lươn đẹo. Trời ơi, lớn đấy lại còn nghe remix con cò bé bé đấy thì ôi, buồn lắm. Câu 38. When Peter was a child, khi Peter là một cậu bé thì đã từng có cái rạp chiếu phim ở gần nhà anh ấy, được chưa? Thế câu 38 này là gì đây? Cái này là có một cái rạp chiếu phim là mình sẽ có cấu trúc gì? Cấu trúc là GA đúng không? Nhưng mà chỗ này là đã từng cơ, thì cái đã từng của chúng ta là used to, mà A thì sẽ là used gì? Used to be. Đấy, đáp án của chúng ta sẽ là A. There used to be a cinema near his house. Yeah. Trọng Lộc, úi dồi ôi, gọi mới thấy ngồi lên là sao? Thế á, cô vừa nhắc em mới vào à? Trời ơi, cô trò tương thông đấy. Được, được, được. Nào, đang link thì nhanh chóng dự đoán tỷ số cái coi xem nó có thiêng không nào. Đến nào, tí nữa mình chơi trò dự đoán nhá. Sau rồi cắt lại màn hình, đến nào đoán trúng có quà luôn. Inbox đòi quà có luôn, nhá. Câu 29. Câu 29 của chúng ta đáp án là gì? Câu 29, à nhầm, câu 39. Đấy, ui giời. Câu 39 chấm 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 này, you are interested in this film, don't go to see it at any cost. Cái cụm này hôm qua mình học rồi này, bằng mọi giá, bằng mọi giá, đúng chưa? Ôi giời ơi, cái gì đây, bằng mọi giá đừng có đi xem cái bộ phim trừ phi là cậu thật sự thích cái bộ phim này. Có nghĩa là sao? Tôi cảm thấy là tôi đi xem tôi thấy nó đỡ, nó chán, chắc có gì hay, nhưng mà cậu mà đọc review cậu cảm thấy là thực sự thích thì đi xem. Còn chứ bằng mọi giá thì cậu không nên đi xem, trừ phi là cậu thực sự hứng thú, đúng chưa? Cái này là mình đang cần một trạng từ để nối và phải dịch được nghĩa thôi. Thì đáp án ở đây là trừ phi, unless các bạn nhé. 39D, Lê Minh Khang đang chọn B. Chọn B có nghĩa là em đang bị dịch nghĩa không đúng, đúng không? Unless thì bằng if not. Được chưa? Thế bây giờ thường thì dịch cái chữ trừ phi mấy đứa hay bị dối. Thế cứ nhớ giúp cô, unless thì bằng if not, mình sẽ dịch là nếu như bạn không hứng thú với bộ phim thì đừng có mà đi xem nó bằng mọi giá, đúng chưa nào? Rất là dễ mà. Sao Lê Minh Khang lại làm sai câu này nhỉ? Cô hơi bất ngờ đấy nhá, Khang nhá. Ghim, những câu dễ toàn sai, liệu thật hổ. Câu 40. Câu 40 các bạn ơi. I won't go unless you chấm 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 me the money back. Rồi em sẽ không đi đâu trừ phi là anh trả lại tiền cho em đi. Hôm qua em vừa mới cho anh vay 3.000 gửi xe đấy. Sao em anh chưa trả? Đấy, sao anh lại yêu bảo thế mày vay tao 3 triệu mày mua váy thì sao? Mày có trả không? Đó, xong người yêu nó lại bảo thêm mặc cho anh ngắm. Đấy, tịt luôn đúng không? Cho vay 3 triệu mình đòi không được, nhưng mà cho nó vay 3.000 gửi xe cái nó phải đòi, đòi mới được. Nguy hiểm. Thế chứ. Đấy, nếu như mà anh không có trả tiền cho em á, à gì đây, em sẽ không đi trừ phi là anh trả lại tiền cho em. Ở đây thì rõ ràng đây là câu điều kiện lại mấy đây? Điều kiện lại một. Đúng chưa? Thì cái vế điều kiện của chúng ta phải chia thì gì? Thì hiện tại đơn đáp án là A thôi, unless you pay me the money back. Ôi đến nào bây giờ mới chào cô Hoàng Lê, sao lúc nào cũng vào trận thế hả em ơi? Kinh nghiệm sai 779, cô biết ngay mà. Ngày xưa ấy cô cũng hay dịch sai lắm. Nếu như mà các bạn dịch unless nhá, cô
có một cái nốt như này, đừng có dịch là như này này. Các bạn mà dịch là trừ phi bạn hứng thú với bộ phim, đừng có đi xem bằng bất cứ giá nào. Nghe nó kiểu ốc chết hách não. Rốt cuộc đi hay không đi, rốt cuộc là nên hay không nên, nó là cái gì đây? Đó, thì mình sẽ dịch như này này. Trừ phi chấm chấm, nếu không thì. Đó, cái dấu phẩy này mình sẽ dịch thành là nếu không thì. Thì nó sẽ thuận miệng hơn rất là nhiều nhá. Ví dụ này, trừ phi là trời mưa, nếu không thì em chả có ra ngoài đâu. Trừ phi là anh đẹp trai, nếu không thì em không có chấp nhận yêu anh đâu. Đấy, kiểu vậy. Còn đơn giản hơn nữa thì các bạn có cứ nhớ giúp cô là unless nó bằng if not. Thay vì mình dịch là trừ phi, mình sẽ chuyển nó thành là nếu không cho nó dễ hiểu, được chưa? Thế nhá. Câu 41. 41, 41, 41, 41. 41, các đồng chí đang chọn đáp án D. Aisha, tốt đây, Nguyễn Hùng, Nguyễn Trung Hải, Heo Minh Khang Ngọc này. Rồi, được đấy, đây là đúng rồi. Tại vì sao? Đây là điều ước ở đâu? Tương lai. Cô ấy ước là họ sẽ không đến đây vào thời gian tới nữa. Kiểu lần đầu tiên đến, kiểu hôm nay sinh nhật tớ đấy, các cậu đến chơi nhá. Đó, thế là mới mời một loạt bạn mới đến. Ai ngờ nó đến cái tưởng nó như thế nào, nó ăn thùng nồi trôi dế nhà mình. Thế là mình hãi luôn. Bình thường tiếp khách nhá, đến ăn rón rén ăn nửa bát cơm. Ai ngờ lũ bạn mình mỗi đứa chơi lên 4 bát, nồi thạch xanh cũng không đọ được. Thế là kiểu sợ hãi. Cô ấy ước là lần tới họ sẽ không đến đây nữa. Sợ lắm. Ăn thùng nồi trôi dế này, sạt sạt cửa đầu nhà không có được, đúng chưa? Đây là một điều ước ở tương lai. Mà tương lai phải dùng gì ạ? Dùng good cộng với gốc nguyên thôi. Quá là dễ nhá. Rồi, câu 41 đáp án là D, chuẩn. Câu 42. Kính thưa quý vị và các bạn, mình sẽ đến với câu 42. Câu 42, các đồng chí đang chọn gì? Câu này là một câu rễ, không có được sai. À đúng rồi đấy. Ê, thì thoảng thả tim cái coi nào. Cô thích nhìn cái tự dưng một đống cái tim 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 nó bay 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 lên, nhìn nó rất là hay. Sau này buồn quá không đứa nào thả thì mình tự thả cho mình. Tự thả vài cái đã nào cho nó vui. Rồi, tiếp tục. Câu bao nhiêu nhỉ? Câu 42. Mary got chấm 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 quickly and get to her club. Úi giời, lên đồ đấy. Đêm đã lên đèn và em cũng lên đồ đi quẩy nào. Lại bật cái gì đấy? Nhạc gì? Con cò bé bé remix à? Úi giời ơi. Đây, lên đồ, mặc quần áo. Mary lên đồ sẽ là gì? Get dressed. Quá là dễ, cái cụm này học lớp 1 nhá. Nào, mặc quần áo, get dressed đúng không? Nhanh chóng mặc đồ, thay đồ rồi là đi đến câu lạc bộ. Tiếp theo, câu 43 các bạn ơi. Ủa, mấy cái đứa này kỳ ghê. Sai chẳng nhận, sai lúc nào cũng cứ em nhầm em lộ ha. Điều lắm, học tin. Tiếp theo, câu 43. Câu 43, kính thưa các đồng chí, câu 43 của chúng ta như sau. Vietnamese women prefer to wear modern clothing... work. Cô đang mong chờ câu 43 có đứa nào đấy sai để cô bóc phốt. Mình vừa nói dứt lời. À ha ha, được nhá. Cô cũng thích ha ha. Cái đồng chí Minh Phong trả lời đúng mất rồi, không có đứa nào sai à? Ôi trời buồn thế nhỉ. C, ôi học giỏi quá, đúng rồi đấy, C là đúng rồi nhá. At work, Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work. Những người phụ nữ Việt Nam thì sao ạ? Thích mặc quần áo hiện đại ở công việc. À, nhầm. At work tức là tại nơi làm việc. At work là tại nơi làm việc, nhớ chưa? Be at work, ví dụ như kiểu vợ mấy anh gọi điện hỏi chồng. Anh, bây giờ là 5 giờ 59 phút rồi đấy. Sao anh chưa có mặt ở nhà? Bình thường là 6 giờ anh có mặt ở nhà rồi cơ mà. Em, anh đang nơi làm việc. I'm at work. Đấy. Về gì mà về, sếp đang mắng thế này. Đó, tắt điện thoại cái. Nào, yo, úi giời ơi, đang ngồi quán bia rồi dám nói vô chỗ, dám nói dối cho vợ như vậy đúng không? Thì đây mình có cái cụm be at work tức là tại nơi làm việc mấy đứa nhá. Được chưa? Tại nơi làm việc. Thế bây giờ mình lại học thêm một vài cái nữa này. In work. Thế in work là gì? Không phải là trong công việc, trong công trường đâu nhá. In work của chúng ta sẽ là có công ăn việc làm. Tại vì sao? Biết cái cụm out of work không? Out of work. Out of work tức là ngoài việc làm á. Là sao? Là bị thất nghiệp, không có việc làm. Thì đối nghĩa với nó sẽ là in work, tức là có công ăn việc làm. Những cái cụm này á, cô nhắc cụm nào thì phải nhớ nhá. Được chưa? Vì vậy đáp án của câu 43 đây là C rồi này. Câu 44 là một câu quá là dễ. Câu dễ thì phải khoanh đúng luôn. À, bạn thích loại quần áo nào hơn?
T-shirt or pullover thì sẽ là which clothes, đúng chưa? Cái nào? Câu này quá là dễ, câu này xóa mù chữ. Xin chào, bây giờ cô mới thấy chị Hải nhá, Hải nhá. Hay là Hải mới comment được mấy câu thôi. Rồi, bây giờ tiếp theo đến câu 45 mấy đứa ơi, câu 45 đề. Còn mấy câu nữa có, hôm nay có, cô nhớ là có một câu thành ngữ này nhỉ? Chắc là gần cuối rồi. Xem câu 45 đứa nào chọn sai mới được. Hi. 45, Aisha, đồng chí Ngọc đã đưa ra đáp án chính xác. Chúc mừng đồng chí. Hồ Thanh Ân, đúng luôn. Minh Khang, đúng luôn. Đúng rồi đấy, tối như ok. Nào, giải. Nowadays, children could prefer his story in more practical ways. Ngày nay thì học sinh thích việc môn lịch sử được dạy trong những cái cách thực tiễn, cách sáng tạo hơn, đấy, thực tế hơn. Thì rõ ràng ở đây mình có một cái cấu trúc cần nhớ này. Would prefer somebody, something, to, do, something. Nhớ chưa? Đây giờ mình add vào nhau would prefer có rồi này. Something là history này. Bắt đầu mình chiếu xuống ở đây là to, do, something, được chưa? Bây giờ là loại, anh này, loại. Bây giờ còn to be taught với là to teach. Thì cái môn lịch sử có thể tự dạy không? Không thể, mà phải là được dạy. Vì vậy nó phải là bị động. Bị động sẽ chuyển thành là to be taught. Đáp án câu 45. À, ơi giời ơi, đồng chí nào chọn câu 45C kìa. Đấy chính là đồng chí Ngọc Như. Ngọc Như, em đã bị bóc phốt. Đó là em đã sai câu này. Ghi lại cho cô cấu trúc would prefer somebody hoặc something to do something. Được chưa? Rồi, đúng rồi, câu 45 là câu bị động nhá. Bảo nhá, chuẩn rồi đấy. Hello Nguyễn My, sao bây giờ mới thấy vẫy tay thế đồng chí? Ây, cái đống dây nhợ lằng ngoằng này. Hi hi, Phạm Lê Yến Nhi nói đúng rồi đó mấy đứa ơi. Out of work bằng out of job bằng unemployed. Hey, unemployment nó là danh từ của cô đấy nhá, Thùy Dung nhá. Nếu như mà em dùng cấu trúc ví dụ này, tôi thất nghiệp sẽ là I am out of work, nó phải là, thì nó sẽ bằng là I am unemployed, cái đuôi ed ấy nhá. Chứ còn unemployment nó là danh từ, nghĩa là sự thất nghiệp. Nào, khi mà các bạn dùng ghi nốt những cái danh, những cái cụm từ bằng nghĩa nhau ấy, thì nó cũng phải tương đương từ loại nhá. Danh từ bằng danh từ bằng danh từ, tính từ bằng tính từ bằng tính từ, được chưa? Chứ đừng có nốt sai. Hay bị sai bị động. Ờ đúng, bị động rất là dễ nhầm. Mình quên không cho nó bị động cái là chết ngay lập tức. Tiếp theo đây các đồng chí. Nào, câu 46, các bạn chọn gì đấy? Á ha ha, cô vừa phát hiện đứa nào chọn B kia. Đấy là đồng chí Trịnh Hải nhá, phốp luôn. B là sai rồi. Thấy không? Khác nhau có mỗi một chữ S thôi, là một anh nó là tính từ, một anh nó là danh từ đấy. Anh ở đầu sông, em cuối sông, cách nhau một chữ S. Đấy. Mà hóa ra nó lại ngang nghĩa nhau, không phải đùa đâu. Tiếp theo, cái ông này á, là người Mỹ đầu tiên mà nhận được giải Nobel trong cái môn kinh tế học các bạn ơi. Trong cái gì nhá, chắc chắn chỗ này nó phải là gì, danh từ rồi. Ví dụ như ở vật lý sẽ là in physics các kiểu, đúng không? Thì ở đây nó là kinh tế này, đây cũng là danh từ, ok. Đây là thuộc kinh tế, economic. Là hai cái anh này nó đều là tính từ cả. Thế bây giờ chỉ còn hai anh danh từ này thôi. Mặc dù cái anh này là đuôi IC nhá, nhiều đứa cứ nhầm kiểu a IC tính từ, nhưng không phải. Có cái S đằng sau nữa đây này, Economics nghĩa là gì ạ? Môn kinh tế. Môn kinh tế học. Còn cái này nó chỉ là kinh tế thôi. Thì ông này được đạt giải Nobel trong cái môn kinh tế học, hay là cái ông gì được đạt giải Nobel trong môn vật lý học các kiểu á? Mình từng khoanh một cái câu vật lý học rồi cơ mà. Sao lại sai chỗ này được nhờ? 46 đáp án là D các bạn nhá. D nó là danh từ đấy, mình có nhầm. 47 dễ lắm. 47 không được sai. Đặng Ngọc Nguyễn Trung ok. 47B là đúng rồi. Cái con sông gần nhà tôi thì bị ô nhiễm. Con này nãy làm rồi nhá. Bị ô nhiễm sẽ là polluted. Khoảnh luôn, không nghĩ nhiều. Tiếp câu 48. Cô đang chờ xem câu 48 các bạn khoanh gì ạ. Câu 48 các bạn đang khoanh gì ấy nhỉ? Ai cha, đồng chí Tuyết với đồng chí Thảo Thiện làm đúng câu 48 rồi đấy. Câu 48 của chúng ta đáp án là B các bạn nhé. He may be shy now, but he will soon come out of his shell when he meets the right girl.
Ui, câu này hay thế nhỉ. Anh ta thì có vẻ là hơi xấu hổ bây giờ, nhưng mà anh ta sẽ sớm trở nên rạng rỡ, sẽ sớm trở nên cởi mở khi mà anh ta gặp đúng người. Ôi giời, đúng người, đúng thời điểm, đang rụt rè. Nhưng mà thích cô này lắm, cô này xinh lắm, này giỏi lắm, là phải tấn công đi, không là anh khác lại cướp mất, đúng không? Lúc đấy là xấu hổ, là không còn cái tác dụng gì. Nhớ, các bạn trai, nhớ một câu nhé, đẹp trai không bằng trai mặt. Đấy, thích cái đứa nào là cứ tấn công mạnh mẽ, gây thương nhớ nhiều, mà sáng trưa chiều tối cứ nhắn tin là em ăn gì, em ngủ trưa, cái là nó kiểu gì cũng nhớ mình. Đấy, không thích thì nó ghét, đúng không? Không yêu thì block được thì thôi, mà không thì block có gì đâu, đơn giản nhỉ. Đó, thì chỗ này đáp án của chúng ta sẽ là sell các bạn nhé. Mình có cấu trúc gì đây? Come out of one's self, tức là trở nên rạng rỡ.